bên không có một khúc cốt nè. Bên đó luôn ấy, bên đi luôn. Còn đây là phần mộ bác hạ sĩ Nguyễn Văn Hờ, sinh năm 1932 tại Tam Bình, Cai Lậy, Mỹ Tho. Theo cái thông tin của gia đình chia sẻ thì bác tử trận năm 1971 nha cả nhà. Như vậy là bữa cũng xin chúc mừng gia đình của bác Nguyễn Văn Hờ nha, đã được đoàn tụ sau hơn 50 năm gia đình tìm kiếm. Hôm nay thì gia đình cũng nhận ra phần mộ bác tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xin chúc mừng gia đình nha. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng hôm nay thì bữa cũng có đón hai cha con nha. Hai cha con của một người chú đến từ Cai Lậy, Mỹ Tho, đến đây nhận lại cái phần mộ của cha ông mình. Bữa sẽ quay lại, bữa sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip nha. Đi ra kia. Khu này hồi xưa như cái khu rừng ở chứ mới phát ra không phát không bao giờ tìm được đâu. Tôi thấy lúc trước đang phát là cỏ dữ lắm, cây lớn. Có đi như cái một cái rừng mà. Trời lúc trời thấy không? Tôi thấy nó vô nó làm nè. Phát cưa lắm. Chú mà chú mở mấy clip cũ chú xem thôi. Như khu rừng luôn. Cái bia này chắc là gia đình. Bê tông nhà cái quân đội làm ấy. Lấy ấy bệnh bệnh rồi. Cái phần mộ con bác hơn nè, hồi xưa nó múc đất múc luôn xong. Hả? Múc đất á? Dân nó múc nó bán hay chứ. Ổ tải hay chứ. Để xem rồi chiều lên xe vừa lại. Mấy giờ lên xe đi vừa lại? Em trời. Dạ. Chiều ấy. Chiều. Ở đi giờ là phố Quy Nhơn. Giờ phố Quy Nhơn chơi.
xéo quân đội lần. Có bữa có cái ông kia ông hút có thẻ bài, còn hai thẻ bài cao bằng lâu ở Sài Gòn hút hai thẻ bài. Bây giờ phần đông có thẻ bài không hay là khi có gì không? Còn không biết được chứ, đôi khi về nghĩ chứ có chứ. Ví dụ như ngày xưa ví dụ như mấy ông bán đi lính mà ông tử trận rồi bị bom mìn nổ thì mất thẻ bài, chứ mà ông bị súng đạn rồi chứ còn người ông chứ, hả? Ông bác đây ông đi lính nhiều năm mà ông tử trận ba bốn năm ở lên hạ sĩ rồi đúng không? Hạ sĩ rồi, hồ hạ sĩ là đã ba bốn năm rồi. Chứ còn mới đi binh nhất binh nhì à? Binh hai rồi mới về nhà mới trở ra. Hả? Hồi về nhà thêm vương rồi mới ra tử trận. Tính 1-2 năm nó dậy ngủ rồi phải không? Cũng chuẩn bị dậy ngủ rồi. Hầu ông chú nghe cửa ông bác tử trận ở chiến trường nào? Chứ ngồi bằng xương đồng vàng phải không? Có nghe đâu, khu vực gần ở đây này chắc không xa lắm. Ở chắc Bông Sơn Tâm Quang. Hồi nào đâu rồi đó, hồi đó trước năm 72 bằng trước mùa hè. Chỉ nghe biết nghe nói người nhà nói vậy đó. Hồi lúc đó ông bác mất lúc chú bao nhiêu tuổi? Chú nhiêu tuổi? Lúc đó tôi mới có 10 tuổi. 10 tuổi à? Dạ, ở 10 tuổi cũng còn nhớ, còn ký ức chứ. Biết rồi. Nhớ sơ sơ hả? Đúng, nhớ sơ sơ thôi. Bây giờ tôi mới gần lắm trung đoàn đại đội tôi biết hết trơn á, từ giờ tôi quên mà. Hầu chắc ông đi về ông cũng cỡ chứ. Ông đi lính hay sư trung đoàn nào có cỡ chứ? Thì có viết thơ về cũng nói với người nhà là vậy, mà tôi lúc nhỏ tôi đâu biết gì. Dạ. Chụp bà già đã chết là nói chung mới nhiều. Má tôi đi ra theo rồi đó có cái nhà tưởng niệm ở đâu á. Kia này nhà xác tôi kia. Ừ, đi ra đây chứ không phải mà chỗ này. Bà già tôi nó có đi ra coi mà. Tôi có đi ra đâu cũng 2 lần. Lần trước ra tham quan biết lần sau mới đặt cái màu bia này. Rồi cẩm. Rồi về tới bây giờ luôn không ra, chưa có dịp để ra, tôi không có biết nữa. 71 tới bữa này, năm 20, 24, tôi vô gần 53 năm rồi, 53 năm. Bởi tôi mới tìm rồi, tôi không biết là mấy khu vực nào cũng không, cái tâm quyết gia đình, tâm nguyện gia đình là đem về cho bằng mọi cách đem về phải không, mà không biết điều kiện sao. Cũng nhờ mấy anh em YouTube đây cũng hỗ trợ giúp mình được, tôi cũng mừng quá trời đi phải không. Nói chung chú à, có nhiều người cố tìm cơ lắm. Nhưng mà những cái phần bia mộ nó ở đây này cũng tới đây nhiều lần lắm, nhưng mà những cái phần mộ như thế không, chú thấy còn bia đâu mà tìm? Đâu có biết nhiều bia đâu, bây giờ đâu thấy bia đâu mà tìm. Có nhiều người cứ nhờ tìm rồi mà tìm không ra, bây giờ bia nó có số lượng cho đâu có mình ấy được. Đúng rồi. Thì cũng tìm hết sức cho người ta chứ, nhưng mà bia gãy quá nhiều, khu này là bia gãy nhiều nhất này. Cái này bò rồi trâu rồi nó vô dạ. Hai cái khu đây, khu bơ đây là ngày xưa là nó nằm trong cái khu rừng đó, không phát quang. Nó ẩm ướt nó mới vậy á. Thấy chú kia này, bia kia là 3 là 4 mảnh là sao chú lấy thông tin chú giác không? Thank you.
chúng chín đi 11 tháng 2 11 tháng 5. Đó, tử trận á, tơ đó mà... không thấy cái này chỉ quét vô qua nó hiện lên hiện để nó ráo tí viên vô viết sơn lên. Còn đây là phần mộ bác hạ sĩ Nguyễn Văn Hờ, sinh năm 1932 tại Tam Bình, Cai Lậy, Mỹ Tho. Theo cái thông tin của gia đình chia sẻ thì bác tử trận năm 1971 nha cả nhà. Như vậy là bữa cũng xin chúc mừng gia đình của bác Nguyễn Nguyên Hợi nha, đã được đoàn tụ sau hơn 50 năm gia đình tìm kiếm. Hôm nay thì gia đình cũng nhận ra phần mộ bác tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xin chúc mừng gia đình nha. Sau 50 mấy năm chôn cất, cái khung mộ hư hại nha cả nhà. Khu này thì nằm sát bên cái hồ nước trong khu nghĩa trang á, cũng rất là hên nha. Chứ mà ngày xưa mà người dân ở đây mà đào một chút xíu nữa là tới cái phần mộ của bác rồi, cũng rất là hên luôn á. Còn đây là phía sau cái khung mộ của bác Nguyễn Văn Hợi nha. Khung mộ thì cũng đã sập xuống nha cả nhà, sát bên hồ nước luôn. Sau khi xem những hình ảnh của team của Bửu thì gia đình cũng có gọi điện thoại gọi cho em Công nha, em Công Channel. Và cuối cùng thì em Công Channel cũng đã tìm ra cái phần mộ của bác Nguyễn Văn Hợi nha, và chụp hình gửi cho gia đình. Và gia đình xác nhận lại thông tin trên bia mộ thì chính xác là phần mộ của người cha, người ông của mình. Cho nên gia đình hôm nay thì đến đây cũng trước mắt thì cũng viếng mộ bác và thắp hương cho bác nha. Rồi gia đình vào lại miền Tây để chọn một cái ngày đẹp nhất đến đây cải táng và đưa bác về đoàn tụ với gia đình. Khu chôn cất của bác Nguyễn Văn Hợi thì nằm trong cái khu chôn cất tử sĩ năm
68 cũng có, 69 cũng có, 70, 71 và 72 nha. Khu này thì chôn cũng rất là nhiều năm nha cả nhà, chứ không phải như mấy cái khu khác trong khu nghĩa trang này. Khu này cũng rất là tìm. Ngày xưa thì khu này nằm trong một cái khu rừng á. Còn cách đây khoảng một năm trước mà gia đình đến đây tìm mộ thì cũng không bao giờ nhận ra được cái phần mộ này đâu. Cho đi vào không có được nha cả nhà. Cây cối dây leo tùm luôn, không có tìm được. Nhưng mà nói chung thì cũng nhờ những mạnh thường quân cũng đóng góp một nguồn kinh phí vào đây phát quang và trùng tu lại khu nghĩa trang này, cho nên những cái phần mộ này được lộ ra ngoài ánh nắng, cho nên cái công việc tìm mộ rất là dễ dàng nha, rất là vui luôn á. Và công việc trùng tu của bữa trong nghĩa trang này cũng còn tiếp diễn nha, khoảng 5 bữa 6 bữa nữa thì công việc bữa hoàn thành nha cả nhà. Gần tới chặng đường cuối rồi, bộ sẽ cố gắng thực hiện cái tâm nguyện của mình nha. Còn đây thì trước mặt cả nhà thì cũng có một cái ổ gà mối rất là to nha cả nhà. Đây nè, bộ sẽ quay một vòng cho cả nhà xem nha. Đó, còn đây là phần mộ của bác Nguyễn Nguyên Hợ này, vừa ở cây lại Mỹ Tho nè. Phía trước cái phần bia mộ của bác Nguyễn Nguyên Hợ thì trước đây cũng có một cái hồ nước nha cả nhà. Ngày xưa bà con ở đây cũng đến đây cũng xúc đất nha, xúc đất vừa nhà làm gì thì bố không biết nha, nhưng mà có một cái lỗ rất là sâu nha cả nhà. Mùa mưa thì đọng nước á, còn cách khoảng một mét nữa thì tới cái phần mộ của bác Nguyễn Nguyên Hợ nha, rất là tội nha cả nhà. Sau khi tìm lại cái phần mộ của bác hạ sĩ Nguyễn Văn Hợ thì gia đình cũng rất là vui mừng nha cả nhà, rất vui mừng luôn á, xúc động luôn. Đại diện cho team của Bửu xin chúc mừng gia đình của bác Ước nha, đã tìm lại cái mộ phần của người cha mình, bác Nguyễn Văn Hợ. Xin chúc mừng gia đình.
Có lẽ Bảo sẽ kết thúc video tại đây. Bảo chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Bye cả nhà.